Cô chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn về môn đạo đức lớp 4. Cô mời các bạn cùng cô vào bài nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng khởi động nào. Đầu tiên, cô sẽ kiểm tra bài cũ các bạn. Hình thức kiểm tra là các bạn sẽ bày tỏ ý kiến. Nếu như tán thành, chúng ta sẽ có bông hoa mặt cười. Còn nếu như không tán thành, chúng ta sẽ có bông hoa hơi buồn một tí màu đỏ nha. Các bạn đọc cho cô ý A và cho cô đáp án nào. Trong giờ học, Minh là bạn thân của em. Vì bạn không thuộc bài, em nhắc bài cho bạn. Vậy là chúng ta sẽ không tán thành với hành động này. Tiếp theo, em sẽ giảng lại cho Minh nếu Minh không hiểu. Đối với ý này, các bạn sẽ tán thành. Cô chúc mừng những bạn làm đúng nhé. Tiếp theo, các bạn hãy bày tỏ ý kiến cho cô nào. Em quên chưa làm hết bài, em nhận lỗi với cô giáo. Và chúng ta tán thành với ý kiến này. Cô chúc mừng những bạn làm đúng nhé. Sau khi đã kiểm tra bài cũ, hôm nay cô sẽ giới thiệu các bạn vào bài mới có tựa là Vượt khó trong học tập. Chúng ta sẽ vào hoạt động 1 là tìm hiểu câu chuyện. Các bạn nhìn vào trong tranh, cô giới thiệu các bạn, bạn nữ trong hình này có một cái tên rất là dễ thương, đó chính là bạn Thảo. Bây giờ, cô mời các bạn cùng bảo Thảo vào câu chuyện của bạn đó nhé. Câu chuyện cô muốn giới thiệu đến các bạn có tựa đề là Một học sinh nghèo vượt khó. Cô hiệu trưởng trường tiểu học kể với tôi, xóm trại rất nghèo lại xa trường nhất. Nhưng ở đó có em Thảo là học sinh vượt khó, học giỏi tiêu biểu của trường. Nhà Thảo nghèo lắm, bố mẹ lại đau yếu luôn. Thảo phải làm việc nhà giúp cha mẹ, nhưng vẫn cố gắng học tập. Em đã đạt học sinh giỏi suốt những năm, lớp 1, lớp 2, lớp 3, nên cả trường ai cũng biết. Tan học, tôi theo Thảo về thăm xóm trại. Thảo dẫn tôi đi hết con đường làng, băng qua một cánh đồng ruộng mới nhìn thấy xóm trại xa tít tắp phía trước bờ sông. Vừa bước theo đôi chân thoăn thoắt của cô bé, tôi vừa tranh thủ hỏi chuyện. Đi học xa thế này Thảo có ngại không? Lúc đầu cháu ngại lắm chú ạ, à, nhất là những hôm trời mưa rét, đường trơn. Bận học như thế, cháu làm việc nhà vào lúc nào? Dạ, sáng cháu đi học, chiều chăm gà, vịt, tưới rau đỡ bố mẹ. Vậy thì cháu học bài vào lúc nào? Ở lớp, cháu tập trung học tập, chỗ nào không hiểu, cháu hỏi ngay cô giáo, hoặc hỏi các bạn.
Buổi tối, cháu học bài, làm bài. Sáng cháu dậy sớm xem lại các bài học thuộc. Tính hồn nhiên nhưng tự tin và dáng vẻ tảo tần của cô bé khiến tôi vừa thương mến vừa cảm phục em theo mạc tâm. Sau khi đã đọc xong câu chuyện, cô cho các bạn những câu hỏi sau. Câu 1. Thảo đã gặp những khó khăn gì trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày? Câu 2. Cô mời các bạn đọc giúp cô nhé. Tiếp tục câu 3. Nếu ở trong hoàn cảnh khó khăn như bạn Thảo, em sẽ làm gì? Và thời gian cô cho các bạn là trong bản nhạc sau. Thời gian rồi các bạn, bây giờ thử xem là câu trả lời của các bạn có trùng với câu trả lời của cô không nha. Câu 1. Thảo đã gặp những khó khăn gì trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày? Đáp án của chúng ta là nhà Thảo nghèo vì cha mẹ ốm nên Thảo phải giúp cha mẹ làm việc nhà. Câu 2. Các bạn hãy đọc cho cô câu hỏi nào. Và đáp án của chúng ta là bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Bố mẹ lại đau yếu luôn, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi. Các em cần học tập tinh thần vượt khó của bạn. Câu cuối cùng, nếu ở trong hoàn cảnh khó khăn như bạn Thảo, em sẽ làm gì? Và đây là đáp án của chúng ta. Nếu ở trong hoàn cảnh như bạn Thảo, em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của thầy cô và cha mẹ. Cô chúc mừng những bạn đã trả lời đúng. Và câu 3 này cô lưu ý nó là một câu hỏi mở, nên những câu trả lời tương tự cô vẫn chấp nhận nhé. Các bạn hãy đọc cho cô ghi nhớ sau. Ghi nhớ này muốn nói với chúng ta là trong cuộc sống, mỗi người chúng ta sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, cố gắng trong học tập, thì thành tích và kết quả các bạn làm được, đạt được sẽ hoàn toàn xứng đáng với các bạn. Nói về những tấm gương vượt khó trong học tập, cô giới thiệu các bạn đây là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Nói về thầy giáo này, chúng ta phải thật sự ngưỡng mộ thầy, vì khi sinh ra là hai bàn tay của thầy đã bị liệt. Nhưng không đầu hàng trước số phận, thầy đã dùng chính đôi chân của mình để viết, và thầy đã viết nên những nét chữ rất là đẹp. Đây, chúng ta thấy thầy đang ngồi trên bàn và sử dụng bàn chân để viết ha. Ngoài ra, học sinh ở các huyện, các em đang vượt cầu khỉ để đến trường. Hay là vào mùa lũ, thì các học sinh tiểu học ở đây, các bạn cũng phải băng qua những con suối để đến được trường học. Chứ không được may mắn như chúng ta, đi trên những con đường bằng phẳng, có ba mẹ hoặc ông bà đưa đến trường mỗi ngày. Đây là điều các bạn cần phải biết quý trọng nhiều hơn. Hoặc là ở những nơi xa, trường học thì lại ở rất là xa nhà nên từ rất sớm, trong đêm các bạn đã phải đi đến trường. Và ở đây là học sinh ở vùng cao và mùa lũ. Các bạn thấy nước lũ khi đã rút thì con đường trở nên rất là lầy lội và rất trơn trượt. Nhưng ở đây các bạn nhỏ vẫn kiên trì đạp trên những chiếc xe đạp để đến trường. Chúng ta cùng vào hoạt động 2, em bày tỏ ý kiến. Khi gặp một bài tập khó, em sẽ chọn những cách làm nào dưới đây? Vì sao? Để làm được bài tập này, cô có hệ thống câu hỏi và các bạn sẽ chọn bằng cách chúng ta sẽ trả lời đờ hoặc sờ. Nếu đúng các bạn điền đờ, sai các bạn điền sờ. Cô mời các bạn làm.
Chúng ta cùng nhau sửa bài nhé các bạn. Khi gặp một bài toán khó, em sẽ tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được. Đây là đúng vì thể hiện được tinh thần vượt khó trong học tập của các bạn. Kế tiếp, nhờ bạn giảng giải để tự làm, đây cũng là một cách hay khi mà các bạn nhờ tới bạn bè để cùng nhau tiến bộ trong học tập. C. Chép luôn bài của bạn thì điều này sai vì các bạn đã không biết cố gắng trong học tập. D. Nhờ người khác làm bài hộ thì càng không đúng vì như vậy các bạn đã không biết cố gắng thì chúng ta sẽ không đạt được thành tích tốt. D. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn hơn. Cái này đúng vì thể hiện được tinh thần vượt khó của các bạn. E. Bỏ không làm, sai rồi, như vậy là không tốt. Cô chúc mừng những bạn làm đúng nhé. Chúng ta sẽ qua hoạt động 3, xử lý tình huống. Các bạn hãy đọc cho cô tình huống sau. Bạn Nam bị ốm, phải nghỉ học nhiều ngày. Theo em, bạn Nam phải làm gì để theo kịp các bạn trong lớp? Nếu là bạn cùng lớp với Nam, em có thể làm gì để giúp bạn? Để giải quyết được tình huống này, cô sẽ có những câu hỏi và lựa chọn theo đáp án A, B, C, D. Các bạn cùng cô tham gia nhé! Theo em, bạn Nam phải làm gì để theo kịp các bạn trong lớp? Các bạn hãy nhanh tay chọn cho cô đáp án nào. Đáp án chính xác của chúng ta là D. Bạn Nam mượn bài bạn chép và xem lại. Những điều không hiểu khi đi học lại, bạn sẽ hỏi lại bạn cùng lớp và giáo viên. Câu tiếp theo, nếu là bạn cùng lớp với Nam, em có thể làm gì để giúp bạn? Chúng ta thử xem đáp án nhé. Em sẽ cho bạn mượn bài để chép và cùng học với bạn. Đây là thể hiện tinh thần các em đã biết hỗ trợ bạn của mình, cũng như là cô cũng đã nói là cô khuyến khích các bạn cùng học với nhau. Như vậy chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Sau đây cô sẽ giới thiệu các bạn về một gương mặt vượt khó trong học tập tiêu biểu qua video sau nhé. Cô bé Nguyễn Thị Truyền ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, với một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn là nhà đông người, một mình em phải nuôi 6 người trong gia đình, trong đó có ông bà em thì đã già yếu, bố thì tâm thần, mất sức lao động. Tuy vậy em vẫn cố gắng vươn lên cái hoàn cảnh đó khó khăn đó và có thể là giải quyết được rất là nhiều những công việc nhà cũng như là đem đến cho mình một cái động thái sống rất là tốt. Căn nhà nhỏ của gia đình Truyền có 7 người. Tất cả đều phụ thuộc vào người trụ cột chính trong gia đình là mẹ của em. Ông nội hay bị ốm đau, còn bà và bố thì mắc bệnh tâm thần, nên mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai của mẹ. Thương mẹ vất vả, mới 12 tuổi, cô bé đã làm được mọi việc như nấu cơm, nhặt rau, với mong muốn giúp mẹ san sẻ công việc nhà. Chỉ kiếm được rau cỏ và trồng rau trồng cỏ và vừa bán ra chợ lấy tiền mua rau đậu các thứ cho gia đình, với cũng phải còn trông nom các chồng và mẹ chồng ở trong gia đình. Tan học, Truyền lại tranh thủ ra đồng giúp mẹ công việc đồng áng. Dụng ngô này cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình, nên nếu không thường xuyên chăm bón, tưới tiêu thì chẳng biết trông chờ vào đâu. Hoàn cảnh nghèo khó là vậy, nhưng dường như cô gái nhỏ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống. Em rất thương mẹ vì mẹ phải làm nhiều việc và phải nuôi cả gia đình. Mẹ không chỉ nuôi em mà nuôi cả bố, cô và ông bà. Thấy mẹ vất vả, em càng quyết tâm để học giỏi ngày sau có thể nuôi cả gia đình. Dù hoàn cảnh vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng trong em luôn có một quyết tâm cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình và có một tương lai tốt đẹp hơn. Các bạn cùng nhau vào hoạt động tiếp theo có tựa đề là liên hệ bản thân. Các
các bạn hãy đọc cho cô câu hỏi tiếp theo. Bài tập này, cô mời các bạn về nhà, chúng ta sẽ tự liên hệ với các thành viên trong gia đình của mình như anh chị nè, cha mẹ của mình để trao đổi về việc mà em đã vượt khó trong học tập nhé. Chúng ta qua hoạt động cuối cùng, em bày tỏ ý kiến. Cô giới thiệu các bạn, ở trên đây cô có hai khung, một khung màu xanh lá, một khung màu cam. Khung xanh lá sẽ thể hiện cho nội dung những khó khăn các bạn có thể gặp phải trong học tập. Và bên khung màu cam chúng ta sẽ có những biện pháp khắc phục tương ứng. Cô lấy ví dụ nhé. Ví dụ như chúng ta đi học không có sách, thì chúng ta sẽ có biện pháp khắc phục là chúng ta xin lại sách cũ các anh chị lớp trên. Vậy dựa vào gợi ý của cô, các bạn thử làm bài tập này cho cô nhé. Chúng ta cùng đi xem đáp án của cô nào. Nếu như nhà ở quá xa trường học, thì bản thân của chúng ta phải chịu khó dậy sớm để chúng ta chuẩn bị, sau đó đến trường cho đúng giờ. Kiến thức bài ngày càng khó thì cũng giống như những năm học càng lên lớp trên thì kiến thức ngày càng nhiều và sẽ càng khó đi. Thì chúng ta sẽ hỏi thầy cô, bạn bè hoặc người lớn để nắm được kiến thức bài. D. Bài tập ngày càng nhiều khiến em làm rất mất thời gian. Thì chúng ta phải cố gắng hoàn tất hết bài tập hoặc các bạn có thể chia nhỏ ra làm để không gây áp lực cho bản thân. Và cô biết còn rất nhiều khó khăn nữa và sẽ có những biện pháp khắc phục. Các bạn cùng nhau về nhà tìm cho cô nhé. Vậy là tiết học của cô và các bạn đến đây đã hết rồi. Các bạn về nhà sẽ liên hệ, trao đổi với mọi người về việc em đã vượt khó trong học tập như thế nào. Ngoài ra có thể sưu tầm kể lại về một tấm gương học sinh vượt khó mà các bạn cảm phục để tiết sau kể cho cô nghe nha. Cô cảm ơn các bạn đã tham gia tiết học thật tốt. Cô chào các bạn.